Đây, hôm nay chúng ta sẽ demo nhanh cái bài tập hôm trước tôi đã trao cho các bạn. Thì cái bài này thì chúng ta có một số các tài nguyên như sau. Một là một số ảnh gốc, ảnh mẫu, ví dụ như là một cái đồng hồ này, một cái van áp lực này, một cái vòng bi này và một cái bàn phím. Thế từ cái đó thì chúng ta sẽ xử lý lọc lấy các cái đối tượng, sắp xếp nó thành ra một cái gam bố cục, xử lý về nền, về màu, và trong cái này thì chúng ta sẽ đụng chạm tới thêm một chút về text, cộng thêm cái vấn đề về layer style, hiệu ứng cho layer. Đây là thầy tải cái không em tải luôn Thầy đã đưa lên trên đấy rồi, thầy đưa lên trên mạng rồi mình nhỉ, rồi mà. không có Nào, thế bây giờ chúng ta sẽ cứ quan sát đi, xong đó thì chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Thế bây giờ trước hết là lấy tài liệu, thì các bạn nhìn thấy là cái nền tảng chính là cái ảnh mà chứa cái bàn phím này. Do đó thì chúng ta sẽ lấy tất cả các đối tượng còn lại và đưa vào trong này. Cái việc đầu tiên thì lấy cái hình, thì đối với các bạn chắc là nó cũng không có quá khó khăn, đúng không? Tại vì cái nền ở đây đều là nền trắng cả. Do đó thì cái việc mà lấy cái nền này đối với chúng ta thì hết sức là đơn giản. Ví dụ như là các bạn đánh dấu contiguous này cho tôi một cái tham số là độ khoảng 15 20 gì đấy để đừng có bị lấy lẫn quá vào bên trong. Sau đó thì chúng ta Control Shift Y ngắn đảo ngược vùng chọn lại là chúng ta sẽ lấy được cái vùng chọn ở bên trong là cái đồng hồ, đúng không? Đây, Select này, Invert này, đúng không? Sau khi được rồi, Copy và chúng ta sẽ dán sang bên này. Vậy là tôi được một đối tượng, đúng không? Tiếp nữa là chúng ta sẽ làm tiếp những cái thao tác cũng gần tựa tựa như thế. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là cái thao tác vừa rồi chúng ta lấy mà nó vẫn còn 3 viên nhiều, thì các bạn cũng có thể là lấy lại bằng cách là tăng cái tham số nó lên, ví dụ 30 đi, để cho nó lấy một cách sát sát sườn hơn. Select, Invert, Copy, dán vào. Này, bây giờ cái cũ chúng ta bỏ đi, lấy cái mới. Đó. Mà cái nào xong rồi thôi, đóng lại cho nó gọn, đỡ mất thì giờ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái van, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy hết cái phần nền trắng này, đảo ngược lại, select, invert, copy. Sau đó thì chúng ta dán vào đây, được cái thứ hai, và cuối cùng thì chúng ta sẽ lấy cái vòng bi. Thao tác thì cũng gần gần tựa thế thôi, chúng ta lấy dần tất cả những phần nền, đảo ngược lại để lấy nội dung bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ dán vào. Ok, đến khi chúng ta có đầy đủ dữ liệu rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt song song hai cái bài, một bài mẫu và cái bài chúng ta làm, vào Window và Arrange, vào sắp xếp song song như thế này. Thế trước hết là chúng ta sẽ xử lý các cái đối tượng này đã, tại vì như các bạn thấy là dù chúng ta lấy như thế nào thì nó vẫn hơi có 3 viên đó. Vậy thì lần lượt chúng ta sẽ xử lý bằng cách là giữ Control này, click vào thumbnail của cái layer chứa đối tượng đó, đúng không? Sau đó select, invert, đảo ngược lại. Đồng thời chúng ta cũng gán cho nó thêm một cái feather là độ khoảng 1 pixel thôi. Sau đó thì nhấn delete xóa vài lần để cho nó xóa ngược hơi lẹm vào trong cái biên của cái đối tượng đó. Thì nó sẽ giúp chúng ta xử lý hết những cái 3 viên. Sau khi mà chúng ta xử lý xong được đến đó thì chúng ta sẽ sắp xếp cái đối tượng nó vào đúng cái vị trí như là chúng ta mong muốn. Ở đây thì là chúng ta sẽ sắp nó vào này, ở vị trí như này. Tiếp tục làm việc với lại cái van,
cũng giữ control click vào thumbnail của cái van này, select modify feather mode, select invert đảo ngược, và chúng ta cũng lại nhấn delete vài lần. Sau khi mà chúng ta nhấn delete như thế thì các bạn sẽ thấy là cái bàn vi trắng trắng bám ở gì là đã được khử sạch sẽ đi rồi, tại vì nó xóa lẫn ngược vào trong một chút. Thì đến đây chúng ta sắp xong cái thứ hai. Cái thứ ba cũng tương tự như vậy, đối với cái đồng hồ các bạn cũng làm tương tự như thế cho tôi. Control click thumbnail, shift F6, enter, control shift y ngắn đảo ngược lại, delete lấy vài lần để xóa hết tất cả những cái bà vía đi. Đến đây sạch sẽ rồi thì chúng ta sẽ sắp nó vào vị trí như là chúng ta mong muốn. Thì các bạn nhìn ở đây thì nó nghiêng đúng không, do đó chúng ta sẽ nhấn control T để hiện ra cái hộp thoại transform, cái hộp body box. Sau đó thì chúng ta đưa vào góc và chúng ta xoay ngang cái góc lại giống như là hình mẫu. Sau khi mà chúng ta xoay cho nó đúng cái góc rồi thì nhấn enter xác nhận, và các bạn cũng kéo nó xuống cái vị trí tương tự như là bài mẫu cho tôi. Sau khi mà nó về được đúng bài mẫu rồi thì các bạn sẽ thấy là cái van thì không có vấn đề gì, vòng bi cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên là cái đồng hồ thì các bạn thấy là nó không có bề mặt đúng không. Vừa nãy thì Lâm có nêu vấn đề là công cụ tẩy, mặc dù hôm trước đã học rồi nhưng mà khi mà tẩy hết được cái màu đen đi thì cũng rất là khó và nó không được mượt mà cho lắm. Tuy nhiên thì chúng ta đã được trao đổi về một cái kỹ thuật đấy, nhưng mà chúng ta chưa biết dùng đến nó để mà chúng ta xử lý làm sao cho nó hợp lý. Riêng cái này thì các bạn lại không cần phải sử dụng tẩy, mà các bạn chỉ dùng một thao tác thay đổi cái chế độ hòa trộn, chỉ một thao tác một click thôi là các bạn sẽ giải quyết xong hết. Thì ở đây các bạn làm việc với lại cái blending mode đấy, bình thường ra khi chúng ta không can thiệp thì tất cả mọi layer nó đều nằm mặc định ở chế độ normal. Thế nhưng khi chúng ta sổ danh sách ra và chúng ta chọn một cái blending nào đó khác với normal thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả thị giác hoàn toàn khác tùy vào cái blending mà chúng ta chọn. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần chọn screen. Khi các bạn chuyển sang screen thì tất cả các điểm sẫm, điểm tối nó sẽ được tự động giấu đi. Giấu đi không có nghĩa là nó tẩy mất giống như chúng ta dùng tẩy, mà ở đây là nó ẩn đi thôi. Và đây các bạn quan sát, chỉ một thao tác như thế này thì chúng ta đã giấu sạch sẽ nó đi, không cần phải tẩy, không cần phải đau đầu gì hết. Đấy. Và đến đây thì về mặt bố cục chúng ta đã giải quyết xong đối với các hình. Thế thì bây giờ chúng ta còn cái gì nữa? Chúng ta thấy là còn hai vấn đề. Một là các bạn nhìn thấy là có một cái phần màu tím nhạt từ phía bên trái, từ phía bên phải sang bên trái như thế này. Đấy là một. Thứ hai nữa là chúng ta có chữ, và chữ này thì nó còn có một số các cái hiệu ứng nhất định. Thế thì trước hết là chúng ta giải quyết cái vụ màu đi đã. Thì để làm việc với cái màu này thì chúng ta chỉ cần làm lấy một cái layer, tốt nhất là nên làm trên một layer mới, nó không có liên quan gì tới những cái đối tượng khác cả. Càng tách bạch ra thì cái việc mà chỉnh sửa, cái việc mà điều khiển nó thì càng dễ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một màu ở trong hộp màu đó, các bạn chọn lấy cho tôi một màu. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tô. Ở đây do thấy bên này đậm và bên này nhạt thì chúng ta có thể hình dung ra ngay đấy là một cái phép tô chuyển, mà chúng ta sẽ sử dụng tô chuyển ở chế độ thứ hai trong các kiểu tô chuyển, đó là foreground to transparency. Đây, sổ ra chọn kiểu thứ hai, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tô. Đó, tôi sẽ kéo một đường từ bên phía tay phải sang bên tay trái. Thì đến đây thì các bạn thấy là màu thì có rồi, nhưng mà nó hơi đậm hơn so với bài mẫu đúng không. Chúng ta chỉ việc là nhấn cái bàn phím số thôi. Đấy. Các bạn cần cái độ đậm nhạt bao nhiêu thì bạn bấm phím số, thiết lập cái số opacity nó xuống 30%, 50%, 70% tùy vào cái màu mà bạn lấy. Tất nhiên là muốn lấy một cái màu thật giống thì chúng ta sẽ phải làm cẩn thận hơn nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là về cái vấn đề phân tích. Đấy. Là chúng ta nhìn một cái mẫu như thế thì chúng ta sẽ đọc được ở trong đầu chúng ta là cái này nó phải làm bằng cách nào, bằng công cụ nào, bằng phương pháp nào. Đấy. Đi đúng hướng, đấy là cái điều quan trọng.
còn cái tiểu tiết, cái chi tiết thì lúc ấy chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà về hướng là chắc chắn là có đúng hay không đã. Thao tác nhỏ thì có thể là các bạn có thể làm chuẩn hoặc là chưa chuẩn lắm, có thể làm đẹp hay làm xấu, nhưng nếu mà về hướng phân tích của chúng ta mà nó không chuẩn ngay từ đầu, có nghĩa là chúng ta sẽ đi sai lệch. Thế thì đến đây chúng ta đã giải quyết xong được phần lớn rồi, việc còn lại nó chỉ là đưa chữ vào thôi. Đưa chữ vào thì hôm trước, bài trước thì chúng ta cũng đã nêu một ít rồi, đúng không? Cách đưa chữ vào thì rất là đơn giản, nếu như mà chúng ta không làm gì phức tạp thì nó cũng chẳng khác gì chúng ta làm việc với Word đâu. Thì chọn công cụ, click chuột một cái để chúng ta thiết lập và chọn chuột. Sau đó thì các bạn có thể là chọn phông này, chọn kiểu này, size giờ lớn bé thế nào đấy. Ví dụ bây giờ tôi cho một cái size lớn lên một tí đi, 60 đi chẳng hạn. Phông thì trong trường hợp này, phông này tương đối gầy như thế này, thì tôi sẽ chọn cái phông là phông Impact đi. Đấy, và bây giờ chúng ta gõ. Thực ra cái nội dung nó là cái gì thì cũng không quan trọng, gõ đúng thì nó ra đúng thế thôi. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta sẽ biết là cách nhập nội dung vào như thế nào. Z này, ví dụ như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thiết lập lại một số các cái tham số, hoặc các bạn cũng có thể co kéo cái chữ như là một layer. Ở đây thì cái đối tượng chữ của chúng ta thì nó là một dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop. Nó vừa có thể điều chỉnh giống như là những cái đối tượng điểm ảnh mà trước đây chúng ta đã làm quen, nhưng đồng thời nó lại có những cái thuộc tính riêng của chữ. Thế thì chúng ta có thể chỉnh theo hai cách, một là các bạn bôi đen, hoặc là các bạn chọn cái layer chứa text. Đây các bạn để ý một tí, cái layer nào mà chứa text thì nó sẽ có một cái chữ T ở đầu này, nó khác với lại những cái layer mà chứa điểm ảnh. Và để điều chỉnh thì chúng ta có thể làm theo mấy cách. Một là các bạn chọn layer chứa text, sau đó các bạn vào window, các bạn tìm cho tôi cái bảng character, và khi bảng này mở ra các bạn có thể thiết lập bất cứ một cái tham số nào cho cái layer chữ mà các bạn làm, hoặc không thì các bạn có thể nhấn Ctrl T, hộp transform nó cũng mở ra, và các bạn cũng có thể co kéo nó như là co kéo một cái layer điểm ảnh thông thường. Cách nào cũng được đó, kể cả là thay màu. Nhưng ở đây thì tôi cũng nói luôn là cái layer text này thì nó có một cái đặc điểm là các bạn không thể nào mà tô màu bằng những cái lệnh thông thường, giống như là chúng ta đã nói với nhau ở cái lệnh fill, menu edit fill hôm trước, đúng không? Hôm trước là chúng ta cung cấp với nhau là 9 cái phương pháp tô khác nhau, nhưng mà tất cả các phương pháp đó đều không được áp dụng cho text, bởi vì nó không phải là điểm ảnh thông thường mà nó là một cái layer tương đối đặc biệt. Chúng ta có thể kiểm chứng ngay, các bạn vào menu edit này thì các bạn nhìn thấy là lệnh fill này nó mờ đi, chúng ta không thể nào mà tô vào đây được bằng lệnh fill theo cách thông thường đấy. Nhưng các bạn có mấy cái phương pháp như sau. Một là các bạn có thể lúc mà nhập vào ấy thì các bạn có thể thiết lập màu ngay trên này, khi mà các bạn chọn công cụ đấy thì nó sẽ đưa cái màu ở trên thành option này khi mà chúng ta chọn công cụ text vào. Thứ hai là các bạn cũng có thể là tô theo kiểu hơi ma một tí, tức là bằng phím tắt. Ví dụ như là các bạn tô màu tiền cảnh hay hậu cảnh bằng cách là nhấn Alt Delete hay là Control Delete. Đấy, mặc dù là những cái này thì các bạn thấy là phím tắt chúng ta đã hướng dẫn để tô được cho cái điểm ảnh thông thường đấy. Thế nhưng mà đối với cái lệnh tô chính thức thì phim thì không có, nhưng chúng ta vẫn có thể là sử dụng cái phép tô tắt của màu tiền cảnh hậu cảnh đấy, cho text như thế này. Hoặc là các bạn có thể là gì đấy ạ, mở cái hộp character này ra và các bạn dán cho nó một cái màu nào đó đấy, dán màu nào thì nó sẽ cập nhật một màu đó. Thì đấy là mấy cái sơ bộ. Thế và nếu như mà chúng ta sau khi mà chúng ta nhập xong cái nội dung thì bây giờ chúng ta quan sát thử cái bài mẫu này, thì trong này chúng ta sẽ làm quen với một số khái niệm nó tương đối mới một tí, đó là làm việc với lại layer style. Thực ra về mặt layer style thì cái này nó có thể áp dụng cho tất cả mọi cái đối tượng ở trong Photoshop, miễn là nó có xuất hiện ở trong cửa sổ layer thì layer style có thể được áp dụng. Nó không riêng gì cho text hay là điểm ảnh, hay là về sau này các bạn làm quen với những cái thứ gọi là sharp layer hoặc là smart object thì cứ xuất hiện ở trong cái cửa sổ layer này là được phép gán layer style. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn nói kỹ hơn một tí, tại vì là text là một cái đối tượng nó tương đối đặc biệt,
Do đó thì muốn gán một số thứ thì ngoài cái cách mà dùng lifestyle thì nó cũng sẽ tương đối khó khăn. Ví dụ như là đây, các bạn nhìn là chúng ta có thể tô một màu ở thế này, hay là chúng ta phóng lớn lên thì chúng ta thấy cái này nó cũng không thuần nhất, có vẻ hơi giống một cái button chẳng hạn. Thì button thì các bạn thấy là chúng ta không làm được. Vì sao? Vì cái lệnh tô button ở đây là khi mà chúng ta làm việc với text là bị giấu đi. Thế thì bây giờ chúng ta vẫn muốn tô màu button vào text thì chúng ta sẽ phải làm việc ở layer và chúng ta vào layer style. Đấy nhé. Các bạn tìm tới cho tôi cái này, chọn này, layer này, và chúng ta sẽ vào layer style. Trong layer style thì nó cung cấp cho các bạn là một loạt các cái tùy chọn ở đây. Thì chúng ta sử nhìn ở bài mẫu thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có ba cái layer style được áp dụng vào đây. Một là có bóng đổ về sau. Hai là làm dày lên, làm đầy lên như thế này, bevel emboss làm cho nó dày lên. Và thứ ba là có thể là cái chữ này nó không được tô màu một cách bình thường mà nó sử dụng pattern. Để chúng ta lần lượt chúng ta xử lý từng cái. Thứ nhất là pattern đấy nhé, tại vì là chúng ta đang nói đến chuyện tô đấy, và text thì không có lệnh tô thông thường. Đây, các bạn nhìn lại lần nữa, đúng không? Chọn layer text thì fill chìm đi, nhưng vào trong layer size thì chúng ta lại thấy là có pattern overlay, tức là bọc một cái lớp pattern vào trong cái đối tượng mà chúng ta cần. Chọn pattern overlay, chọn một mẫu pattern. Ở đây thì tôi chỉ cần nói là về cách làm thôi, không nhất thiết là cái pattern này chúng ta phải giống 100% đối với mẫu. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta chọn pattern thì nó sẽ gán cái pattern này vào trong cái layer text của chúng ta. Thứ hai nữa là nó có một điểm đặc biệt là ở trong cái trường này thì nó có thêm một cái contrast scale cho phép các bạn là giảm hay là tăng cái tỷ lệ của cái mẫu pattern này khi mà gán vào trong một cái đối tượng thuộc layer này. Thế thì bây giờ muốn giống 100% thì chúng ta sẽ phải tìm một cái pattern nào cho nó giống. Còn về mặt kỹ thuật để mà bọc một cái pattern vào thì chúng ta làm thế này thôi là được. Thế đến đây chúng ta giải quyết xong được một cái là tô cho nó bằng pattern. Vấn đề thứ hai là chúng ta làm cho nó dày lên. Dày lên thì làm như thế nào? Layer style, và chúng ta vào cái lệnh thứ hai thì trên xuống bevel emboss. Trong này thì các bạn sẽ thấy là nó mở ra cho chúng ta một loạt các cái option để mà chúng ta can thiệp vào cái sự làm dày lên của một đối tượng. Nó có rất là nhiều các cái tùy chọn như sau. Chúng ta sẽ có outer bevel này, inner bevel này, emboss này, pillow emboss và stroke. Thế thì trong cái này thì không có stroke mà nó chỉ có một trong các dạng này thôi. Thực ra là nó sẽ nằm ở trong ba cái loại này. Pillow thì tí nữa thì tôi cũng sẽ nói thêm. Đầu tiên chúng ta xem lần lượt từng cái một xem là nó dán cái emboss này như thế nào. Nếu chúng ta sử dụng outer, đây tôi phóng lớn cái này lên một tí để cho các bạn quan sát. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái này nó được làm dày lên, được làm đầy lên. Thì outer bevel thì nó sẽ tạo ra một cái ảo giác về mặt đầy lên bằng cách là nó tạo ra một cái vát nổi. Và vát nổi này từ đâu đến đâu? Nó từ cái hậu cảnh phía sau lên tới cái layer mà chúng ta đang muốn làm hiệu ứng. Cái còn trường hợp thứ hai là gì? Inner bevel thì nó không liên quan gì tới cái layer phía sau cả, cái hậu cảnh phía sau, mà nó chỉ làm ở trong cái layer mà chúng ta chọn. Từ chính cái layer đó nó làm cho bề mặt nó vòng lên để tạo ra độ dày. Thế còn trường hợp thứ ba là trường hợp mà emboss thì cái này nó sẽ 50% nọ 50% kia, có nghĩa là nó vừa có một phần mà ảnh hưởng từ cái hậu cảnh phía sau làm dày lên, và một nửa thì nó làm dày trên chính cái layer mà chúng ta đang chọn. Thì cái này thì nó không có liên quan gì tới chữ hay không chữ, mà bất kỳ một layer nào khi mà áp dụng những cái layer style này thì nó đều theo nguyên tắc như thế. Thế còn kiểu thứ ba là kiểu emboss, kiểu thứ tư là pillow. Pillow thì nó hơi khác một tí, tức là nó sẽ gây ra một cái cảm giác là có dày lên, nhưng mà cái này là được khảm trong bề mặt. Đấy, tức là một cái đối tượng là có bề dày và cái bề mặt đằng sau là phải khoét đi để mà đặt cái này xuống cho nó bằng mặt. Đấy. Thế còn trong các trường hợp nữa thì chúng ta sẽ có cái stroke này thì nó sẽ đụng chạm tới cái
công tua, nhưng mà công tua ở đây thì chúng ta không có làm, cho nên là tạm thời chúng ta dừng ở đây. Thế thì bây giờ chúng ta xác định được nó sẽ là ở dạng inner, tại vì bài mẫu chúng ta xem bài mẫu thì nó không có liên quan gì tới cái hậu cảnh phía sau, do đó thì chúng ta chọn là inner. Muốn làm dày làm mỏng thì chúng ta có một số các cái tham số như sau: deep, size thì và shop. Shop thì nó ảnh hưởng tới cái độ vác cứng hay là mềm đó. Deep thì là độ sâu của cái cảm giác làm dày đấy. Size độ lớn của cái mặt vác này, nó to nhỏ như thế nào. Thế thì các bạn điều chỉnh và các bạn quan sát trực quan thôi, xem là cái này nó sẽ hiển thị như thế nào. Cái này thì nó cũng không có một quy tắc chung đâu, tại vì là dựa vào cái đối tượng mà chúng ta làm là to hay nhỏ, về mặt lớn hay bé mà chúng ta quyết định thôi, làm sao cho nó phù hợp, chứ nó cũng không có một quy tắc chung cho tất cả các diện tích hoặc là kiểu. Thế và ở đây thì các bạn lưu ý cho tôi có một cái điều mà tương đối là quan trọng, đó là nó có một cái trường, nó gọi là trường user global light. Cái này thì là nó điều chỉnh cái chiều chiếu sáng. Hầu hết tất cả mọi hiệu ứng mà chúng ta thấy được ở trên Photoshop thì đều có sự can thiệp của ánh sáng. Và đấy, và chiều chiếu sáng ở phía nào thì nó sẽ tác động tới thị giác của chúng ta để chúng ta nhận thức về cái hiệu ứng đạt được ở trên layer như thế. Nếu như tôi đổi chiều, đây ví dụ các bạn nhìn thấy ở đây là đang chiếu sáng từ phía trên xuống, từ phía phải sang trái, từ phía trên xuống dưới. Nếu mà chúng ta đảo chiều đi chẳng hạn thì các bạn sẽ lại thấy là ánh sáng từ trên xuống nhưng mà đang từ trái qua phải, nó sẽ ảnh hưởng tới phần tối, phần sáng ở trong cái đối tượng ở trên layer này. Thì các bạn đánh dấu ở phía nào thì nó sẽ chạy theo phía đấy. Thế và có một điều lưu ý rằng là ở trong cái sơ đồ này thì các bạn thấy là chúng ta điều chỉnh, nhưng mà nếu như nó chỉ có một layer thôi thì không nói, còn nếu mà nhiều layer thì chúng ta có thể gán là mỗi layer nó lại có một chiều sáng khác nhau không, thì không. Đây các bạn sẽ thấy rằng là có một cái tích mà nó đã được đánh dấu sẵn ở đây, có nghĩa là sử dụng chung một nguồn sáng đấy. Nghĩa là nếu như một layer nào đó các bạn chỉnh nguồn sáng thì tất cả các layer còn lại sẽ được cập nhật theo cái nguồn sáng mới chỉnh đó đấy, để đảm bảo rằng là trong cùng một môi trường thì nó sẽ cùng được chiếu sáng theo một phía nhất định, chứ nếu không thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là nó hỗn loạn, mỗi layer mà chiếu một chiều thế thì nó sẽ không đảm bảo được cái tính thống nhất ở trong cái bản thiết kế của chúng ta. Ngoài ra thì nó còn có một số các cái vấn đề, ví dụ như là các cái hiệu ứng mà tạo ra bởi cái này thì có lẽ là mặc định thì bây giờ các bạn sẽ cứ làm quen với cái kiểu linear này thôi đấy. Nhưng mà nếu như mà chúng ta chuyển sang một số các cái chế độ khác thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cách hiển thị ở trên bề mặt này, tại vì cái cạnh của nó mà khác nhau thì cái độ bắt sáng và phản chiếu nó cũng khác nhau. Cho nên là cái này thì để đến lúc nào đó chúng ta nói chuyện về một số các cái bài tập sâu hơn thì chúng ta sẽ có cái ví dụ cụ thể hơn một tí. Tạm thời bây giờ các bạn cứ để cái kiểu gloss contour này theo kiểu vát chéo đơn giản cái này thôi. Thế và đến đây thì chúng ta tạm thời là chúng ta đã gắn được thêm một cái thao tác, đó là làm cho cái bề mặt này nó dày lên, đó, nổi lên. Thế cuối cùng thì chúng ta thấy còn có một cái bóng, đó, bóng thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Vào trong layer và tôi chọn layer style, chúng ta sẽ xuống dưới cùng ở trong cái nhóm này là drop shadow. Khi tôi chọn drop shadow thì các bạn cũng sẽ thấy cái bóng được hiện ra, và bóng này hiện ra như thế nào thì các bạn cũng sẽ để ý là cái angle này nó cũng tương tự với lại cái chiều chiếu sáng, chiếu từ phía nào ra thì cái bóng nó sẽ ngược chiều lại với chiều sáng đó. Màu này mặc nhiên thì nó sẽ là màu tối, tại vì là bóng là sinh ra bởi cái gì, bóng sinh ra bởi sự chiếu sáng và vấp phải một cái gì đó mà cản cái nguồn sáng thì nó sẽ tạo ra cái bóng đen. Thế thì mặc nhiên là nó sẽ để cho chúng ta sẵn là màu đen đấy. Opacity thì nó để là mặc nhiên là khoảng 50%. Các bạn có thể thay màu nếu các bạn cần, tăng giảm opacity nếu các bạn cần. Thế ngoài ra thì còn có mấy cái mà các bạn lưu ý, đó là cái distance này là cái khoảng cách giữa cái đối tượng với lại cái phía sau, cái mặt phía sau nó. Distance càng lớn
thì cái khoảng cách giữa cái đối tượng và cái nền phía sau càng xa ra đấy, thì nó sẽ gây ảo giác ra về mặt mặt khoảng cách giữa cái đối tượng phía trước và đối tượng phía sau đấy. Size là cái độ lớn của cái bóng đấy, nó nhòe nhiều hay nhòe ít là do cái size này. Spritz thì cái mật độ của cái bóng, nó đậm hay là nó đậm đặc hay là nó nhạt đấy. Thì các bạn có thể là điều chỉnh một số tham số này. Thực ra tất cả mọi thứ đều rất là trực quan, và các bạn chỉ cần là điều chỉnh một tham số, các bạn quan sát thì cũng sẽ thấy ngay được cái sự thay đổi của nó. Cũng không cần phải lăn tăn quá, mà đơn giản là mình nhìn có thuận mắt hay không, đúng ý mình hay không. Các bạn cứ thử nghiệm một chút thì các bạn sẽ làm được ra thôi. Thì đến đây thì chúng ta cũng đã làm quen được với lại cái thao tác gọi là gán layer style. Thực ra thì layer style thì mọi thứ nó đều rất là dễ, rất là trực quan, làm đến đâu là sẽ nhìn thấy đó. Đấy, ở đây thì nó còn có thêm một số cái tôi cũng giới thiệu nhanh, ví dụ như là gradient này, tức là để cho chúng ta gán cái màu chuyển này. Đấy, afterglow là để tạo ra cái hào quang ra ngoài này, inner glow là hào quang vào trong này đó, inner shadow là cái bóng của vào trong, stroke là các cái thứ liên quan tới cái đường viền, vân vân. Tất cả những cái này thì chúng ta có thể làm một cách rất là dễ dàng. Hoặc là ngay đây các bạn nhìn thấy, các bạn bảo à cái bài này thì gán cái layer style rồi nhưng mà màu nó vẫn chưa được đúng đúng lắm chẳng hạn, cần thì chúng ta bọc lại thêm cho nó một cái lớp màu nữa. Đây layer style, tôi chọn thử cái color overlay đi. Đấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta bọc một cái màu vào đó. Tôi có thể chọn một cái màu nào đó, ví dụ lấy một cái màu nào gần gần giống cái thằng này đi. Đấy, và để chúng ta có thể để cho nó một cái chế độ nào đấy để chúng ta có thể là thay thế, làm cho nó sáng lên hay tối đi. Chúng ta cũng quay trở lại với lại cái thao tác mà làm cái làm việc với lại blending mode đó. Nhắc lại thêm một tí tẹo nữa, ví dụ như này. Thế thì tổng quan rất nhanh và chúng ta đã làm ra một cái bài nó gần gần giống như bài mẫu đấy, 80-90% gì đó. Quan trọng là cái hướng thôi đấy, còn tỷ lệ nhỏ nhỏ trong hay là một vài cái mẫu như thế nào đó. Thế còn sau khi gán thì các bạn sẽ thấy là nó có cái gì đây. Sau khi mà chúng ta làm cái layer style vào đây thì chúng ta sẽ thấy được cái gì ở trong bài mẫu. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy một cái layer mà được gán cái layer style hay là cái hiệu ứng thì nó sẽ có một điểm rất khác so với các layer còn lại. Có nghĩa là cái layer này nó sẽ xuất hiện một cái chữ FX, hay là chúng ta gọi nôm na đấy là hiệu ứng đó, và nó sẽ thống kê toàn bộ những cái layer style được gán cho cái layer này. Các bạn thích thì các bạn có thể là tắt hay bật một layer style nào đó, hoặc tắt hết thì các bạn tắt ở đây đấy, thì nó lại hiển thị ra cái layer thông thường đấy. Còn cho cái nào hiện lên thì các bạn bật cái này lên cho thôi. Và đấy, các bạn cũng có thể là tắt riêng một cái, đúng không? Tắt riêng một cái nào đó, và các bạn cũng có thể là thu gọn lên đây, vẫn có chữ FX, có nghĩa là vẫn còn layer style. Chỉ có điều là nếu như mà có nhiều layer mà mỗi layer lại gán nhiều layer style thì cái danh sách nó sổ nó rất dài và nó sẽ chiếm rất nhiều chỗ ở trong cửa sổ layer. Do đó thì Photoshop cung cấp cho các bạn một cái phương pháp để thu gọn nó lại bằng cách bấm mũi tên thế này, thì thu lại để cho các bạn chỉ nhìn thấy là lớp này có gán layer style. Thế còn muốn xem kỹ là cái gì thì chúng ta bấm danh sách, chúng ta sổ để cho nó xem. Ở đây thì nó có thêm một cái vấn đề mà tôi cũng phải nhắc luôn, đó là layer style này có thể xóa bỏ đi, đúng không? Bằng cách là túm vào cái mà mình muốn và kéo thẳng vào thùng rác và xong. Đấy, kéo cả thì chỉ cần bấm vào chữ effect, còn kéo một cái nào đó trong số những cái này vào trong thùng rác thì các bạn chọn riêng. Thế và nếu muốn thì các bạn cũng có thể là copy một cái layer style từ layer nọ sang layer kia chẳng hạn. Thế thao tác thì rất là đơn giản cái này thôi, các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn cho tôi cái lệnh là lệnh copy layer style. Khi các bạn copy rồi, các bạn có thể gán nó cho một layer nào đó, ví dụ như là tôi gán cho cái layer vòng bi này chẳng hạn, thì các bạn chỉ việc là chọn layer, sau đó chuột phải vào đây và các bạn chọn cho tôi lệnh là paste layer style, thì nó sẽ gán luôn cái layer style mà nó đã học từ cái layer chữ này để gán sang đây. Đấy, và nếu không thích cái này thì đây, tôi túm cổ cái này, tôi kéo, tôi thả vào trong thùng rác là xong. Vậy thì nó sẽ không còn cái
không còn cái lifestyle đó nữa. Đấy. Thì bài này thì nó cũng không phải quá phức tạp, chắc chắn là các bạn sẽ thấy rằng là rất là nhiên về cái này thôi. Đấy. Layer thì rất dễ, lifestyle rất dễ, cứ dùng một hai lần thì bắt đầu quen dần quen dần. Tuy nhiên là cái ứng dụng của Blending Mode thì các bạn thấy rằng qua mỗi bài thì nó lại có một cái khác khác nào đó. Đấy. Trong bài này thì tôi nghĩ rằng là riêng cái screen nó sẽ làm cho các bạn hơi bất ngờ, đúng không? Hôm trước chúng ta do chúng ta học tẩy cho nên chắc là điều đầu tiên các bạn sẽ nghĩ đến là dùng cái tẩy làm sao cho nó tốt nhất để mà xóa được. Nhưng mà trường hợp này thì không phải, chúng ta chỉ chuyển đổi Blending Mode một cái là xong ngay. Đấy, thì bài này thì chúng ta demo như vậy, các bạn cũng có thể là thực nghiệm thử luôn nếu như còn thấy vướng cái đoạn nào.